Các bạn thân mến, xương cánh tay và xương vai tiếp khớp với nhau qua khớp ổ chảo cánh tay, một khớp chỏm cầu điển hình hoạt động đa trục, và vì thế xương cánh tay có tầm vận động rộng rãi. Nó được giãn, khép dựa trên trục trước sau qua khớp. Xương cánh tay có thể được đưa trước hay còn gọi là gấp, hoặc đưa sau còn gọi là duỗi, dựa trên trục nằm ngang qua khớp. Và nó có thể được xoay trong, xoay ngoài dựa trên trục thẳng đứng qua khớp. Mặc dù một số cử động của xương cánh tay bị giới hạn bởi một vài cấu trúc của xương vai, ví dụ như cử động dạng cánh tay, xương này có biên độ vận động ở mức tối đa 120 độ so với thân. Tương tự như vậy với cử động gấp, tức là đưa trước xương cánh tay. Nhưng nếu tích hợp các cử động này thì xương cánh tay và phần tự do của chi trên có thể được đưa lên quá đầu, thậm chí thực hiện được cử động quay. Ở đầu dưới, xương cánh tay là điểm tựa để cho các xương ở cẳng tay thông qua khớp khuỷu trở thành cánh tay đòn để thực hiện cặp cử động gấp và duỗi, một cặp cử động quan trọng trong việc nâng đỡ các vật nặng. Trong phần kiến thức mô tả các đặc điểm giải phẫu của xương cánh tay, chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc tính tiếp khớp này của xương. Trước tiên, chúng ta sẽ xem hình ảnh sự kết nối của xương cánh tay với các xương lân cận. Bắt đầu với hình ảnh cấu trúc của xương vai với góc ngoài của xương vai. Có một diện khớp lõm có tên gọi là cái ổ chảo. Đây chính là diện khớp để tiếp khớp với cả xương cánh tay. Cũng ở góc ngoài xương vai thì chúng ta có một mỏm xương có tên gọi là mỏm quạ. Một mỏm xương mọc lên trên, bè gập góc ra trước và ra ngoài. Ở phía sau mỏm quạ thì chúng ta sẽ thấy lộ ra cái phần cấu trúc của mỏm cùng vai. Một mỏm xương sẽ tiếp khớp với xương đòn. Ở phía ngoài, tại vị trí góc ngoài, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của xương cánh tay với đầu trên của nó sẽ tiếp khớp với cả xương vai tại vị trí của ổ chảo của xương vai bằng một chỏm xương hình cầu. Và đầu dưới, đấy là nơi xương cánh tay tiếp khớp với cả các xương ở cẳng tay. Chúng ta có hai xương cẳng tay, đó là xương quay ở bên ngoài và xương trụ ở bên trong. Và đây là hình ảnh xương cánh tay chúng ta sẽ mô tả trong phần kiến thức này. Để mô tả kỹ hơn về cấu trúc của xương cánh tay, chúng ta sẽ vẽ tách rời xương cánh tay và quan sát ở các mặt trước và mặt sau của nó. Dĩ nhiên, để thấy được rõ hơn các chi tiết thì chúng ta sẽ phóng to xương cánh tay ra với cấu trúc ở bên đầu trên của xương cánh tay. Một hình ảnh khác, chúng ta sẽ xem xương cánh tay từ phía sau. Hình ảnh chúng ta quan sát thấy xương cánh tay ở phía sau.
Dĩ nhiên các xương cánh tay vẽ tách rời, chúng ta không có sự tiếp khớp với các xương cẳng tay, nên ta sẽ thấy một số cấu trúc đặc biệt tại vị trí của xương cánh tay. Với hai hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy đây là một xương dài với các đầu là đầu trên và đầu dưới, và giữa các đầu là phần thân xương. Ở đầu trên là nơi mà tiếp khớp với xương vai, dễ dàng nhìn thấy một cấu trúc hình gần một nửa hình cầu, và trên bề mặt của cấu trúc này được phủ bởi một lớp sụn trong, chúng ta vẫn hay gọi đó là sụn bọc của khớp, để làm trơn nhẵn bề mặt của diện khớp. Khối cấu trúc này có tên gọi là chỏm của xương cánh tay. Đây cũng chính là khối cấu trúc tiếp khớp với cả ổ chảo của xương vai. Có một điểm đặc biệt là diện tích của chỏm xương cánh tay thì rộng hơn rất nhiều so với cả diện tích của ổ chảo. Và vì thế trong khớp vai thì xung quanh vị trí viền của ổ chảo còn xuất hiện thêm một cấu trúc nữa để làm tăng diện tích của lòng khớp này. Cấu trúc có tên gọi là sụn viền. Và có thể thấy rằng là với diện tích lớn hơn như vậy thì ở trong bất kỳ tư thế nào chỉ có một phần diện khớp của chỏm xương cánh tay tiếp xúc với cả bề mặt của ổ chảo mà thôi. Ở phía dưới ngoài so với chỏm, xung quanh chu vi của chỏm là một chỗ thắt hẹp có tên gọi là cổ giải phẫu. Với các cấu trúc của cơ thể, các cấu trúc đặc có chỗ thắt hẹp thì thường được gọi đó là cổ. Cấu trúc này là nơi bám của đầu cánh tay bao khớp vai. Tuy nhiên thì việc bám của bao khớp vào cổ giải phẫu không hoàn toàn chiếm toàn bộ chu vi của cổ này. Chúng ta sẽ phân tích thêm khi mô tả thêm một cấu trúc khác nữa có xuất hiện ở xương cánh tay. Ở phía dưới ngoài so với chỏm là một mấu xương lớn có tên gọi là củ lớn. Đây là nơi bám tận của một số cơ nội tại ở vùng vai. Các lồi xương thường là chỗ bám của các cơ. Ở phía trước dưới so với cả chỏm, chúng ta cũng tương tự thấy xuất hiện một mấu xương. Mấu xương này nhỏ hơn so với cả củ lớn, cũng là nơi bám tận của một cơ nội tại ở vùng vai, có tên gọi là củ bé. Giữa củ lớn và củ bé xuất hiện một rãnh có tên gọi là rãnh gian cổ, một rãnh nằm giữa các cổ. Và rãnh này xuất hiện là cho gân đầu dài của cơ nhị đầu chạy qua đó, nằm trong đó cùng với cả bao hoạt dịch của gân cơ này. Rãnh này cũng được kéo xuống dưới tới phần trên của thân và được giới hạn bởi các mào xương được tạo bởi các bờ của thân xương cánh tay. Giữa đầu trên của xương cánh tay và thân xương là một chỗ thắt hẹp với ranh giới không rõ ràng. Chỗ thắt hẹp này chính là điểm yếu của xương, có nghĩa rằng là đây là nơi mà dễ bị gãy nếu có một lực tác động theo trục dọc của xương. Và vì thế chỗ thắt hẹp này có tên gọi là cổ, cũng là cổ phẫu thuật. Và từ cổ giải phẫu là từ chỉ cấu trúc cũng thắt hẹp có ở đầu trên, nhưng phân biệt với cả cổ phẫu thuật. Một cổ chỉ có ý nghĩa mô tả về các cấu trúc giải phẫu mà thôi. Trong đó cổ phẫu thuật là nơi thường xuyên xảy ra các chấn thương gây gãy xương và thường xuyên phải phẫu thuật can thiệp vào đây. Với thân xương ở phần trên thì gần như có hình trụ, nhưng càng xuống dưới thì nó càng dẹt dần và trở nên hình lăng trụ tam giác. Và vì thế thân xương thường được mô tả có ba mặt và ba bờ. Bờ trước của thân xương bắt đầu từ củ lớn chạy xuống dưới để trở thành
một cấu trúc có tên gọi là mào củ lớn. Nó tiếp tục chạy xuống dưới vẫn gồ ghề và khá rõ để giới hạn lên một vùng gồ ghề có ở mặt trước ngoài của xương cánh tay, của thân xương cánh tay. Cấu trúc này là nơi bám tận của cơ delta và được gọi là lồi cổ delta. Mà chút nữa chúng ta sẽ nhắc tới trong phần mặt trước ngoài của xương cánh tay. Nhưng xuống đến dưới thì bờ trước của xương cánh tay trở nên tròn, lồi tròn. Và cho tới đầu dưới thì nó tạo thành các cấu trúc ôm lấy các hố lõm có tại mặt trước của đầu dưới, trước các diện khớp với cả các xương ở cẳng tay. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy bờ trước bắt đầu từ mào củ lớn ở bên trên, xuất phát từ củ lớn liên tiếp với cả củ lớn ở bên trên. Bờ trong là bờ sắc nét ở phía dưới, nơi mà nó được gọi tên là mào trên mỏm trên lồi cầu trong, nằm ngay trên một cấu trúc của đầu dưới xương cánh tay có tên gọi là mỏm trên lồi cầu trong. Đây là phần sắc nét và rõ nhất của bờ trong thân xương cánh tay. Khi chạy lên trên thì bờ trong mờ dần và đến phần trên của thân xương cánh tay thì nó mở rộng ra tạo thành một diện hình tam giác. Chúng ta quan sát thấy với bờ ngoài của diện hình tam giác này, đó là mào củ bé tương đương với cả mào củ lớn, và cái mào củ bé này cũng là gờ xương khá rõ chạy lên trên để liên tiếp với cả củ bé của xương cánh tay. Còn bờ trong của diện hình tam giác chạy ngược lên trên và nó tạo thành một lồi xương sắc dọc theo bờ trong để tạo thành một cấu trúc thường được gọi tên đó là cái cựa cánh tay. Một cựa xương lồi ra và đây chính là chỗ bám của phần dưới bao khớp vai. Chúng ta có thể thể hiện cái việc bám vào cựa cánh tay của bao khớp vai, khớp ổ chảo cánh tay bằng hình ảnh vẽ tách rời khớp vai với xương vai chỉ có một tí chút góc ngoài. Chúng ta thấy hình ảnh của ổ chảo. Và sự tiếp khớp của nó với đầu trên xương cánh tay. Chúng ta chỉ có một phần của đầu trên xương cánh tay mà thôi. Với diện khớp đó là cái chỏm của xương cánh tay. Bao khớp vai là một bao sợi với đầu bám ở phía xương vai. Bao khớp vai bám vào viền quanh ổ chảo. Ở đầu bám vào xương cánh tay thì bao khớp vai sẽ tới bám vào cổ giải phẫu của đầu trên xương cánh tay. Tuy nhiên thì nó hở ra ở tại vị trí, tức là nó không bám vào cổ giải phẫu, ở tại vị trí của rãnh gian củ giữa các củ lớn và củ bé. Bởi vì đây là nơi
mà gân của cơ đầu dài, cơ nhị đầu. Sau khi nằm ở trong bao khớp thì sẽ lộ ra, thoát ra để tới nằm ở trong vị trí của rãnh gian cổ. Còn ở phía dưới thì bao khớp vai sẽ tới bám sâu xuống dưới vào cựa cánh tay. Và việc bám của bao khớp vai này còn lấn tới khoảng 1 cm xuống dưới tới thân xương. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ thấy đầu bám của bao khớp vai ở tại vị trí viền quanh ổ chảo. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đóng kín khớp vai lại. Và chúng ta thấy hình ảnh của bao khớp bám vào các đầu xương tham gia tạo nên khớp vai, khớp ổ chảo cánh tay. Và tại sao lại có việc bám xuống thấp của bao khớp này xuống tới cựa cánh tay? Chúng ta thấy hình ảnh của bao khớp. Thậm chí chúng ta có thể quan sát thấy là một phần của bao khớp vai ở phía dưới khá lỏng lẻo và nó còn võng xuống tiếp tục ở dưới. Và cái việc bám thấp xuống dưới cũng như là sự lỏng lẻo của bao khớp ở phía dưới này sẽ giúp cho cánh tay khi thực hiện cử động dạng thì không bị giới hạn bởi độ căng của bao khớp. Và đấy chính là lý do sinh ra cái cấu trúc lồi xương một phần ở đầu trên của bờ trong xương cánh tay, đó là cựa cánh tay. Trên hình ảnh này thì đây là bờ trước của xương cánh tay. Với bờ ngoài bờ này cũng sắc nét ở phía dưới, và đấy là lý do mà khi chúng ta quan sát thấy xương cánh tay thì ở gần đầu dưới hơn, xương cánh tay trở nên có hình lăng trụ tam giác. Và phần bờ ngoài sắc nét ở phía dưới nằm ngay trên một cấu trúc tương ứng với cấu trúc bên trong của đầu dưới xương cánh tay, có tên gọi là mỏm trên lồi cầu ngoài. Thì phần bờ ngoài ngay trên mỏm trên lồi cầu ngoài đó sắc nét có tên gọi là mào trên mỏm trên lồi cầu ngoài. Đây là nơi bám của hai trong số các cơ ở vùng cẳng tay sau, ở ngăn cơ mạc cẳng tay sau. Và chúng ta có các gờ xương là các mào trên mỏm trên lồi cầu trong và mào trên mỏm trên lồi cầu ngoài là các phần dưới của các bờ trong và bờ ngoài. Ở bên trên thì bờ ngoài cũng khá là mờ và lồi tròn không sắc nét giống như phần bên dưới, và chỉ có một vùng sắc nét, đó chính là phần của bờ ngoài giới hạn lên phía sau của lồi củ delta cùng với cả bờ trước giới hạn lên một cái diện ghề lồi lõm nơi mà cơ delta sẽ bám tận vào đó. Với các mặt của thân xương cánh tay, chúng ta sẽ thấy có 3 mặt tương ứng với cả các bờ. Mặt trước trong của thân xương cánh tay. Tại mặt này thì chính giữa mặt trước trong chúng ta có thể thấy một lỗ nuôi xương. Đấy chính là nơi mà một động mạch nuôi xương sẽ chui vào trong thân xương. Để rồi đó chính là nơi bắt đầu của một ống chạy xuống dưới. Ống nuôi xương chạy xuống dưới. Sở dĩ ống này chạy xuống dưới là bởi vì tại diện hình tam giác mà bờ trong của xương cánh tay lấn lên trên tạo thành thì tại đây cũng có một lỗ nuôi xương nữa.
nơi mà có một nhánh mạch vào để cấp máu cho phần trên của thân xương. Đây là hình ảnh chúng ta thấy sau khi mạch máu chui vào thì sẽ phần nhánh cấp máu cho phần trên của thân xương. Và tại vị trí của củ lớn, đây cũng là nơi mà sẽ có một số cái lỗ nuôi xương nữa xuất hiện. Ở vị trí này là vị trí mà của đầu trên, nơi mà có khá nhiều xương xốp. Và vì thế các mạch máu sẽ vào nuôi dưỡng cho xương nhiều hơn so với cả các vùng khác. Thì tại mặt trước trong chúng ta sẽ thấy hình ảnh của lỗ nuôi xương lớn. Ở mặt trước ngoài, mặt này nằm giữa các bờ trước và bờ ngoài. Trên bề mặt này ở phần giữa thân xương thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một cấu trúc xương lồi lên, nơi bám tận của cơ delta, một cái khối cấu trúc gồ ghề của hình chữ V, với các bờ được giới hạn là bờ trước của hình chữ V là phần gồ ghề của bờ trước thân xương, và phần giới hạn gồ ghề phía sau của hình chữ V đó chính là phần gồ ghề lên của bờ ngoài thân xương. Và mặt còn lại của xương cánh tay đó chính là mặt sau. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát tới cái mặt sau của xương cánh tay. Ở tại mặt sau của xương cánh tay, chúng ta sẽ thấy có một rãnh xoắn chạy chếch từ trên xuống dưới và ra ngoài. Rãnh có tên gọi là rãnh thần kinh quay. Gọi như vậy là bởi chạy từ trước ra sau. Chui qua tam giác cánh tay tam đầu, chúng ta sẽ thấy có hình ảnh của một thần kinh lớn, một trong ba thần kinh lớn của chi trên, đó là thần kinh quay. Và đi cùng với nó thì thường có thêm một nhánh mạch nữa. Đây là nhánh mạch lớn nhất tách ra từ động mạch cánh tay, có tên gọi là động mạch cánh tay sâu. Một động mạch chạy ra sau để cấp máu cho các cái cấu trúc cơ ở ngăn cơ mạc cánh tay sau. Và vì nơi này có thần kinh quay chạy qua nên nó đào lên mặt sau của xương cánh tay một rãnh, và rãnh đó có tên gọi là rãnh thần kinh quay. Một rãnh chạy xoắn vặn chếch từ trên xuống dưới và ra ngoài. Ở đầu dưới của xương cánh tay, đây là nơi mà xương cánh tay có rất nhiều cấu trúc phức tạp, bởi đầu dưới là nơi xương cánh tay tiếp khớp với cả hai xương của cẳng tay. Đầu dưới của xương cánh tay thì dẹp và rộng dần so với cả thân xương. Nó bao gồm có hai phần cấu trúc, phần khớp và phần không khớp. Trong đó phần khớp là phần tiếp khớp với các xương ở cẳng tay, mà chúng ta quan sát thấy trên hình ảnh này sự xuất hiện của các diện khớp này. Bao gồm có một khối hình cầu, một nửa hình cầu ở phía ngoài có tên gọi là chỏm con, mà trên bề mặt chúng ta cũng thấy có lớp sụn trong phủ. Đây chính là cấu trúc tiếp khớp với chỏm của xương quay, xương bên ngoài của cẳng tay. Ở phía trong hơn so với chỏm con là khối cấu trúc được gọi tên theo hình dáng, đó là ròng rọc. Một khối cấu trúc trơn nhẵn lõm ở giữa một rãnh và rất giống hình cái ròng rọc.
Và đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy ròng rọc và chồng con ở phía sau. Ở phía sau thì chúng ta nhìn thấy rất rõ diện tích bề mặt sau và một phần phía dưới của ròng rọc. Nhưng chồng con thì chúng ta chỉ nhìn thấy lộ ra một phần diện nhãn được phủ bởi sụn bọc ở phía dưới mà thôi. Đây là hình ảnh của chồng con. Chúng ta có hai cái khối cấu trúc quan sát từ phía sau, chồng con và ròng rọc. Đây chính là hai cấu trúc tiếp khớp với cả xương cẳng tay. Chồng con thì tiếp khớp với cả chỏm của xương quay. Còn ròng rọc thì sẽ tiếp khớp với cả một khuyết có ở mặt trước đầu trên của xương trụ, có tên gọi là khuyết ròng rọc. Hai khối cấu trúc này thuộc phần khớp của đầu dưới xương cánh tay. Và phần này thì thường lồi ra phía trước hơn so với cả phần còn lại. Phần còn lại được gọi là phần không khớp. Với hai khối cấu trúc mà chúng ta mô tả, đó là các mỏm trên lồi cầu trong, mỏm trên lồi cầu ngoài và một số hố có ở mặt trước và mặt sau đầu dưới này nữa. Cả hai khối cấu trúc chồng con và ròng rọc được gọi chung là lồi cầu của xương cánh tay. Và đấy là lý do chúng ta có các mỏm xương là mỏm trên lồi cầu trong và mỏm trên lồi cầu ngoài thuộc phần không khớp. Chúng ta sẽ quan sát rõ hơn cái sự tiếp khớp của hai khối cấu trúc này ở trên hình ảnh các phần của khớp khuỷu vẽ tách rời. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của khớp khuỷu như từ trước. Ở đầu dưới thì chúng ta sẽ thấy chồng con của xương cánh tay sẽ ngồi lên trên một cấu trúc diện khớp có ở mặt trên của chỏm xương quay. Diện khớp này có tên gọi là hõm khớp. Là mặt khớp có ở mặt trên của chỏm xương quay. Ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của đầu trên xương trụ với mỏm xương lồi ra phía trước của đầu trên xương trụ có tên gọi là mỏm vẹt. Và mặt trên của mỏm vẹt chính là mặt bề mặt tiếp khớp với cả ròng rọc của xương cánh tay. Để quan sát thấy rõ hơn về sự tiếp khớp giữa đầu trên của xương trụ với cả ròng rọc của xương cánh tay thì chúng ta sẽ có một hình ảnh quan sát đầu trên của xương trụ vẽ tách rời và nhìn từ phía bên với cấu trúc mỏm xương lồi lên trên và ra sau của đầu trên xương trụ, đó là mỏm khuỷu và mỏm vẹt là cấu trúc lồi ra trước và nằm ở thấp hơn so với mỏm khuỷu. Và giữa các mỏm vẹt và mỏm khuỷu này, chúng ta sẽ quan sát thấy khuyết ròng rọc. Một khuyết lõm được giới hạn bởi mỏm khuỷu ở phía sau trên và mỏm vẹt ở phía trước dưới. Và bề mặt của khuyết ròng rọc này cũng nhãn và được phủ bởi sụn bọc.
Và chính giữa cái khuyết ròng rọc thì chúng ta sẽ thấy nhảy một cái gờ xương lồi lên. Cái gờ xương lồi này sẽ tương ứng với cả rãnh lõm có ở bề mặt của ròng rọc. Và khuyết ròng rọc này chính là nơi mà ròng rọc của đầu dưới xương cánh tay sẽ lắp vào khuyết đó để tạo thành một phần của khớp khuỷu có tên gọi là khớp cánh tay trụ. Sự tiếp khớp giữa chỏm con với chỏm của xương quay thì được gọi là khớp cánh tay quay. Hai trong số ba khớp tham gia tạo thành một khớp phức hợp, đó là khớp khuỷu. Và chúng ta cũng sẽ quan sát thêm một hình ảnh nữa của khớp khuỷu nhìn từ phía sau. Với hình ảnh một phần của thân xương cánh tay. Ở đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy chỉ có đầu dưới của xương cánh tay mà thôi, với phần chỏm con lộ ra ở phía dưới và bề mặt của ròng rọc. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy chỏm con sẽ tiếp khớp với cả cái chỏm của xương quay. Còn ròng rọc thì sẽ được lắp vào khuyết ròng rọc có đầu trên của xương trụ. Và khi lắp vào đấy thì chúng ta thấy tại vị trí tư thế ruỗi cẳng tay thì chúng ta sẽ thấy đầu trên của xương trụ, mà cụ thể ở đây chúng ta quan sát từ phía sau thấy đó chính là cái mỏm khuỷu của xương trụ sẽ lấn lên về phía đầu dưới của xương cánh tay và che lấp đi toàn bộ bề mặt của ròng rọc, cũng như là một hố lõm có ở ngay bên trên ròng rọc, nơi mà mỏm khuỷu nó sẽ lắp vào tư thế ruỗi cẳng tay. Để chúng ta sẽ chú thích hình ảnh chỏm xương quay, chỏm con. Đây chính là hình ảnh của mỏm trên lồi cầu ngoài, chúng ta viết tắt. Đây là hình ảnh của mỏm trên lồi cầu trong. Mỏm khuỷu lồi về phía đầu dưới của xương cánh tay và che lấp đi ròng rọc cũng như một cái hố lõm có tên gọi là hố khuỷu, nơi mà mỏm khuỷu nó sẽ lắp vào trong tư thế ruỗi cẳng tay. Và chúng ta cũng sẽ xem một hình ảnh nữa nhìn khớp khuỷu từ phía bên. Khi chúng ta quan sát thấy khớp khuỷu từ phía bên thì chúng ta sẽ thấy các phần cấu trúc của xương cánh tay. Ở đầu dưới của nó với chỏm con và ròng rọc và sự tiếp khớp của nó với hai xương ở cẳng tay. Sự tiếp khớp này chúng ta sẽ quan sát thấy ở trên một cái tư thế là cẳng tay đang được gấp. Và khi gấp thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mỏm vẹt sẽ lồi hướng lên trên để chắn một phần cái mặt trước của xương của ròng rọc xương cánh tay. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy khớp khuỷu ở trong tư thế gấp, nhìn nghiêng và hơi chếch từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Với hình ảnh của cái chỏm con thì tiếp khớp với cả chỏm của xương quay và ròng rọc
thì sẽ tiếp khớp với cả khuyết rồng dọc, với một phần của khuyết rồng dọc được giới hạn bởi chính cái mỏm vẹt. Chúng ta sẽ chú thích vào cái hình ảnh này, mỏm vẹt của xương trụ, rồng dọc, chỏm con, chỏm xương quay. Đây là ba cái hình ảnh, ba cái tư thế của cái khớp khuỷu mà chúng ta quan sát thấy để thấy rõ hơn cái sự tiếp khớp giữa phần khớp của đầu dưới xương cánh tay, hay còn gọi là lồi cầu của xương cánh tay, với các đầu trên của xương quay và xương trụ. Phần còn lại được gọi là phần không khớp. Phần này bao gồm có hai mấu xương lồi ra ở phía trên trong và trên ngoài so với cả phần khớp, tức là so với cả lồi cầu của xương cánh tay. Và vì thế chúng được gọi là các mỏm trên lồi cầu trong và mỏm trên lồi cầu ngoài. Đây là chỗ bám chính của các cơ ở các ngăn cơ mạc cẳng tay trước nếu là mỏm trên lồi cầu trong, và ngăn cơ mạc cẳng tay sau nếu là mỏm trên lồi cầu ngoài. Các mỏm xương này thì thường nằm cùng mặt phẳng với đầu dưới và thân xương. Còn lồi cầu của xương cánh tay, tức là chỏm con và rồng rọc, thì thường cong lồi ra phía trước, và chúng ta có thể thấy rõ hơn ở trên hình ảnh nhìn khớp khuỷu từ phía bên. Mỏm trên lồi cầu trong thì thường lồi hơn, lồi vào trong và hơi ra sau. Mỏm xương này có thể quan sát thấy được khi chúng ta thực hiện cử động gấp khớp khuỷu hết cỡ. Nó xuất hiện ngay dưới da. Và ở mặt sau thì mỏm trên lồi cầu trong sẽ cùng với cả rồng rọc giới hạn lên một cái rãnh. Rãnh có tên gọi là rãnh thần kinh trụ. Đấy chính là nơi mà thần kinh trụ sau khi chọc xuyên qua vách gian cơ trong chạy xuống dưới, thì chạy trong rãnh này để xuống vùng khuỷu và phần trên của cẳng tay. Đây cũng chính là nơi nếu chúng ta ấn vào thần kinh trụ tì lên trên nền xương ở ngay trước nó, đó là mỏm trên lồi cầu trong, thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện hiện tượng tê vùng cảm giác mà được chi phối bởi thần kinh trụ. Và thấy rõ nhất hình ảnh này khi chúng ta chẳng may đập tay xuống dưới bàn và vào đúng vị trí của rãnh thần kinh trụ, và chúng ta gây kích thích thần kinh trụ. Ba cấu trúc còn lại của phần không khớp thuộc đầu dưới xương cánh tay đó là các hố lõm. Hai trong số các cấu trúc đó nằm ở mặt trước của đầu dưới, ngay trên so với rồng rọc là hố vẹt. Một hố lõm để cho bờ trước của mỏm vẹt sẽ trượt lên trên lắp vào đó trong cử động chúng ta gấp cẳng tay hết cỡ. Tương tự như vậy, ở phía trên so với cả chỏm con, chúng ta thấy một hố lõm nữa có tên gọi là hố chỏm, hoặc chúng ta có thể gọi nó là hố quay. Và tại vị trí của hố lõm này, chúng ta sẽ thấy khi thực hiện cử động gấp cẳng tay về cánh tay thì bờ trước của hõm khớp, hay còn gọi là bờ trước của chỏm khớp, nó sẽ xoay lên trên và tì vào trong hố lõm này. Đấy là lý do chúng ta gọi hố lõm là hố chỏm hoặc hố quay. Ở phía sau là hố còn lại nằm ngay trên rồng rọc ở mặt sau của đầu dưới. Hố này có tên gọi là hố khuỷu. Hố này lộ ra khi chúng ta để cẳng tay ở tư thế gấp, nhưng sẽ biến mất hoàn toàn do mỏm khuỷu lắp vào hố đó trong cử động duỗi hết cỡ. Chúng ta có 5 cấu trúc thuộc phần không khớp của đầu dưới xương cánh tay, bao gồm có các mỏm trên lồi cầu trong, mỏm trên lồi cầu ngoài, các hố vẹt và hố quay ở mặt trước của đầu dưới ngay trên các cấu trúc khớp, và hố khuỷu ở trên rồng rọc ở mặt sau của đầu dưới.
Như vậy chúng ta thấy có một số đặc tính của xương cánh tay liên quan tới việc tiếp khớp với các xương lân cận và liên quan tới hoạt động của xương cánh tay. Với đầu trên, chỏm của xương cánh tay có diện tích rộng hơn so với cả ổ chảo của xương vai. Và đây là cơ sở để giúp cho xương cánh tay có thể mở rộng cái tầm vận động tại vị trí khớp ổ chảo cánh tay. Đặc điểm thứ hai chúng ta có thể nhận thấy đó chính là việc lồi cầu của xương cánh tay, tức là phần khớp của đầu dưới xương cánh tay, lồi ra phía trước hơn so với mặt phẳng của phần không khớp với cả thân xương ở phía sau. Và đây chính là đặc tính để giúp dễ dàng hơn cử động gấp, là cử động chủ yếu trong cặp cử động gấp và duỗi của cẳng tay. Và đặc tính thứ ba đó chính là thân xương và đầu dưới của xương cánh tay hơi xoắn vặn vào trong. Và hình ảnh này chúng ta có thể thấy rõ khi quan sát thấy hình ảnh rãnh xoắn, rãnh thần kinh quay, một rãnh xoắn vặn chạy chếch từ trên xuống dưới và ra ngoài, khiến cho đầu dưới của xương quay và thân xương hơi xoắn vào trong. Và cấu trúc xoắn vào trong của thân xương cũng như đầu dưới của xương cánh tay sẽ giúp mở rộng cử động xoay ngoài của xương cánh tay. Tuy nhiên, nếu không may mắn có một lực tác động mạnh tới đầu dưới của xương cánh tay ở phía ngoài xoắn ra ngoài thì có thể sẽ khiến cho xương cánh tay bị gãy xoắn theo trục dọc.